người ta dùng từ ngữ rất là khó khăn để mà nói một cái mà nó đã khó sẵn rồi, cho nên con thấy như thế rất là lửa hơi. Ở cái giữa thực ra nếu mà cái gì nó đã khó thì người ta phải giải thích nó bằng những cái từ ngữ dễ hơn thì nó mới rõ ràng mới được. Đằng này nó đã khó rồi, bây giờ lại càng dùng những từ lại càng khó hơn thì lần mọi thứ nó cứ mông lung hết cả. Thế con mới bảo là tức là nếu mà khó, con cứ bảo là cái khóa nó không tốt đâu, mà nó con chỉ bảo là nó không có cái ý nghĩa thực hành lắm cho cái bộ môn của con mày, đúng không? Đấy, tất nhiên là học tên thì chẳng có cái gì là không có lợi, nhưng mà vấn đề là nó có cái sự vô lý ở chỗ là người ta đòi hỏi cái bằng tiếng Đức thì rất là thấp, trong khi cái trình độ tiếng Đức của cái bộ môn này thì phải nói là rất cao gấp hàng chục lần. Tức nếu mà người ta đã có ý định cho cái môn đấy vào cái khóa học của cái trình độ là thạc sĩ như thế này, người ta phải tính. Bye.